Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng kính ngưỡng bái bạch trên thượng tọa Pháp Sư. Kính thưa cùng toàn thể chúng hội đạo tràng. Duyên lành hội đủ được sự chứng minh trên của thầy chúng con. Thượng tọa đã nhận lời mời trở về đạo tràng Quảng Đức trong tuần lễ kỷ niệm Ngài Phật Đản Sanh, ban bố pháp thoại cho toàn thể tín chúng được ân triêm công đức. Vào giờ này đạo tràng trang nghiêm, chúng con cung thỉnh trên thượng tọa khởi niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch mười phương Tam Bảo, Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Quảng Đức, cung kính đánh lễ chư Tôn Đức Tăng và kính chào toàn thể liệt quý nam nữ Phật tử. Nam mô Phật. Vâng, thưa các bạn, hôm nay đủ duyên lành, thiên phước được trở về đây, được góp phần công đức cho chương trình mùa Phật Đản năm 2567. Thưa ngồi tự nhiên, khỏi phải chắp tay, cứ ngồi tự nhiên thông thả. Thưa các bạn, điều đầu tiên thì quý vị
chưa biết Thiên Phước là ai hết, đúng không? Dạ, Thiên Phước là Thiên Phước. Nói Thiên Phước là nói cho vui, là có cơ hội để phụng sự. Chứ thực ra là cũng là có phước là bữa nay cậu về đây nói chuyện được với các bạn. Không biết là tại chùa Quảng Đức. Quảng Đức là thế nào à? Là đức rộng lớn. Mà em là Thiên Phước mà em lại không có đức. Cho nên là chướng nạn xảy ra. Hôm 11 là em bị sốt. 12 em tiếp tục ăn cháo. Và đến hôm nay cố gắng điều phục thân tâm để được về đây phụng sự, chia sẻ một đôi ánh nhìn liên quan đến tinh thần Phật đản. Vậy không biết là nãy các bạn vỗ tay là chắc là vỗ tay là mừng là chương trình không bị bỏ lỡ, phải không? Nhưng mà các bạn vỗ tay vừa vừa, vỗ tay quá cái hồi cái người ta gọi là gì, nghe mừng quá thì cái nó nở lỗ mũi rồi mắt cong nó sổ mũi. Vâng, thưa các bạn, có một cái sự thật kính thưa với quý huynh đệ mình đó, đấy là trước đây khi Thiên Phước thường sinh hoạt nhiều thời gian ở Mỹ thì có được một cái thông tin, đó là có một vị thầy đưa ra ý tưởng là nên bãi bỏ nghi thức tắm Phật. Đấy, rồi vừa qua thì trên truyền thông của Phật giáo có đưa thông tin lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đến để rồi lãnh đạo trung ương cùng với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đến để vấn an chúc phúc và mừng Phật đản nơi Đức Pháp Chủ. Và nghe được thông tin rằng Đức Pháp Chủ đã hướng dẫn chư vị lãnh đạo dâng hương bạch Phật rồi cùng với các vị lãnh đạo của đất nước cử hành nghi thức tắm Phật. Và như vậy thì vấn đề được đặt ra đấy là tại sao có người lại đặt vấn đề là nên bỏ nghi thức tắm Phật. Rồi vừa qua nếu mọi người theo dõi truyền thông á, thì trên các kênh truyền thông người ta rất là hoan hỷ đón nhận những thông tin về việc tổ chức lễ Phật đản. Và thưa đại chúng, lại thêm có một chuyện nữa là trong một nghi lễ Phật đản, vị thầy chủ xứ nghi lễ đó lại ngài lại tụng là tắm Phật công đức thù thắng hạnh. Vấn đề Thiên Phước đặt ra không phải là muốn nói đến vấn đề là các ngài nói đúng hay nói sai, mà vấn đề đấy là ở chùa mình mọi người đã tắm Phật chưa ạ? Thế thì còn tiếp tục tắm nữa không ạ? Vậy thì thế là âu, phải tiếp tục tắm chứ. Và đặc biệt sau ngày hôm nay thì quý vị sẽ biết rằng tại sao Thiên Phước trình với huynh đệ là nên tiếp tục tắm Phật. Và thưa đại chúng, với những điều Thiên Phước vừa trình bày, ý Thiên Phước muốn kính dâng lên các bạn một chủ đề là có nên duy trì nghi lễ tắm Phật không? Nam mô Phật. Vâng, thưa đại chúng, thưa các bạn,
Sở dĩ có những ứng xử, những hướng dẫn trái chiều nhau trong cái vấn đề tổ chức nghi lễ tắm Phật là vì đa phần người Phật tử chúng mình chưa có duyên để biết đến những thâm ý, những giá trị sâu xa mà tiền nhân để lại cho chúng ta. Và thưa đại chúng, trong một buổi pháp thoại liên quan đến Phật Đản hôm trước, Thiên Phước có trích dẫn lời của một linh mục. Ông là Thomas Keating. Thì ông nói như vậy nè: bất cứ điều gì không dựa trên cái nhìn quán chiếu về cuộc sống thì gần như là một con đường tất yếu dẫn đến khổ đau. Và chúng ta là người Phật tử, mỗi một việc chúng ta cũng phải thực tập có cái ánh nhìn quán chiếu về cuộc sống. Buổi pháp thoại ngày hôm nay là vì tôn kính Tam Bảo, vì niệm ân Đức Bổn Sư Thích Ca, vì vâng lời và đỡ nhọc cho Hòa Thượng trụ trì, cũng như đức tin của Chư Tăng Bổn Tự. Thiên Phước mới có mặt và thành kính chia sẻ. Nam Mô Phật. Thưa các bạn, nãy giờ Thiên Phước có nhắc đến vấn đề là công đức tắm Phật, phải không? Thiên Phước đặt cái vấn đề là có nên duy trì nghi thức tắm Phật hay không? Nhưng mà công đức là gì ạ? Ai huynh đệ mình trả lời cho em đỡ ho coi. Đấy. Ở một số nơi cúng dường Tam Bảo ở đây, ở trước thùng người ta ghi như thế nào nhỉ? Có một câu chuyện mà chắc mọi người đã từng nghe chư pháp sư kể, đấy là thời Lương Võ Đế đó. Thì lúc bấy giờ ngài Đạt Mạ sơ tổ của Thiền Tông Trung Hoa từ Ấn Độ sang Trung Hoa, và ngài chuẩn bị truyền giáo ở xứ sở của Trung Hoa đó, thì quy đức của ngài đã cảm Lương Võ Đế đến để tham vấn. Và Lương Võ Đế rất tự hào là vì ông làm chùa, ông tô tượng, ông đúc chuông và ông độ hàng ngàn tăng ni. Cho nên ông đến, ông gặp Đức Sơ Tổ Đạt Mạ đó. Ông hỏi: Hòa Thượng, trẫm làm chùa, tô tượng, đúc chuông, độ hàng ngàn tăng ni, theo Hòa Thượng như vậy thì trẫm có công đức gì chăng? Và ngài Đạt Mạ tổ sư đó: chẳng có công đức gì hết. Và vì câu trả lời đó, ngày tối hôm ấy Đạt Mạ tổ sư phải trốn khỏi ngôi chùa đó, vì không khéo hôm sau bị chém đầu. Và qua một đoạn của giai thoại thì chúng ta hiểu rằng công đức khác với phước đức. Ví dụ như ngài Đạt Mạ, ngài đơn giản ngài nói ông làm cái việc ấy là chỉ có phước thôi, chứ làm gì có công đức, thì đỡ làm cho Lương Võ Đế nổi giận. Thế như bà tổ là người rất khẳng khái, cho nên tổ bảo là chẳng có công đức gì. Và vì sao tổ khẳng khái như thế thì duyên khác mình hãy nói.
Nhưng nói như vậy để huynh đệ hiểu rằng công đức là thế nào. Quý vị tụng kinh xong, phụng kinh công đức thù thắng hạnh, là phụng kinh là tụng kinh, công đức rất là lớn lao, tụng hoài à. Nhưng mà rất tiếc là mình chưa có duyên để được biết công đức là gì. Thế hôm nay nhớ nha, còn không là em có dịp em về đây nữa đó. Vâng, thưa các bạn, theo cách nghĩ thông thường vừa qua trong cái thiền hành, trong lúc thiền hành ở trong chùa, thì Thiên Phước mới chợt tư duy ra rằng Đức Phật á, được tôn vinh là đấng vạn đức cụ túc, và như vậy Ngài là hiện thân của công đức, Ngài là chỗ quy kính của mọi loài chúng sinh đau khổ. Và vì sao mà Ngài là chỗ quy kính của mọi loài chúng sinh đau khổ? Là vì Ngài không có một hạt giống nào của bất an và khổ đau mà chúng ta gọi là phiền não. Và vì Ngài không có phiền não, không có bất an khổ đau, Ngài lại còn có phương pháp để chuyển hóa bất an khổ đau, và những lời Ngài dạy thì gọi là giáo pháp. Vậy thì Đức Phật là đấng vạn đức, và vì thế cho nên có ở trên ngực một số tôn tượng là vẽ chữ vạn, là tượng trưng cho muôn vạn công đức đầy đủ. Vậy rốt cuộc công đức là gì? Thiên Phước vừa nói như vậy để cho các bạn hiểu đấy, là ngược nghĩa của phiền não. Và Đức Phật hoàn toàn không có phiền não, còn em thì phiền não hơi nhiều. Vâng, thưa các bạn, như vậy ý tưởng đầu tiên thì Phước kính chia sẻ với các bạn là chữ công đức có nghĩa là ngược nghĩa của phiền não. Và thứ nhì, từ nội dung Thiên Phước vừa trình bày, như vậy thì công đức là yếu tố cần thiết để chứng quả vị Phật. Bởi vì Đức Phật là vạn đức, vậy thì công đức là yếu tố cần thiết để chứng quả vị Phật. Và có thể nói một cách khác, công đức là công phu tu hành ở chỗ sở đắc, có nghĩa là chỗ tu hành của mình nó đạt được, mà đạt được điều gì ạ? Không phải là đạt được là bay vù vù trên không trung rồi té cái đuôi à, không phải vậy. Có nhiều vị tu luyện thần thông, họ muốn thể hiện điều này điều kia để thu phục nhân tâm, hoặc người ta luyện bùa luyện chú pháp thuật, ấy không phải là công đức. Bởi vì công đức là thanh tịnh. Thành ra khi mà chỗ tu hành có chỗ sở đắc, có nghĩa là đối với các pháp trần, đối với phiền não có đoạn diệt hay không, đối với các pháp thị pháp phi có thanh tịnh hay không. Vậy chúng ta cũng có thể gọi là công đức là sự thanh tịnh. Mọi người rõ chưa? Bây giờ trong lúc mình về chùa, mình tắm Phật, mình hoan hỷ, mình tụng to tiếng hơn người khác, nhưng chút ra khỏi chùa lỡ cái đôi dép đẹp nãy quên giấu rồi. Trời ơi, bữa nay tôi đi chùa tắm Phật mà còn quậy tôi nữa. Vậy thì có công đức không? Không, không có. Và thưa đại chúng, như vậy xin trình cho các bạn lược nội dung
của bản kinh công đức tấm Phật để huynh đệ chúng mình càng hiểu thấu hơn giá trị, ý nghĩa mà và những hồi nghĩa người xưa đã gửi gắm trong nghi thức tấm Phật. Mọi người có muốn nghe tiếp không à? Hay là sợ em ho tra tấn lỗ tai thôi nghỉ? Nghe tiếp không? Thấy lắc đầu làm em mừng quá. Thấy lắc đầu có nghĩa là được nghỉ rồi, đỡ ho. Vâng, thưa đại chúng, bản kinh công đức tấm Phật thì được Ngài Pháp Sư Nghĩa Tịnh Đời Đường Ngài dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán, và có nhiều tác giả dịch ra chữ Việt, nhưng mà Thiên Phước chọn bản dịch của tác giả Huyền Thanh. Vì Thiên Phước có theo dõi cái bản dịch này, và Thiên Phước có đọc qua bản gốc, thấy bản dịch này tương đối sát, cho nên đó là xin lược kính dâng lên cho đại chúng để mọi người có một ánh nhìn rõ hơn về công đức tấm Phật. Và nội dung bản kinh đó, thưa đại chúng, có hai nhân vật. Một là Thanh Tịnh Tuệ Bồ Tát, và hai là Thích Ca Mâu Ni Phật. Và một hôm Ngài Thanh Tịnh Tuệ Bồ Tát là khởi lên một cái suy nghĩ là chư Đức Phật Như Lai nhân duyên nào mà có được thân tướng tốt đẹp. Và sau đó lại nghĩ rằng, ồ rồi nếu mà sau này Như Lai diệt độ thì lúc mà Như Lai còn hiện tiền, người ta cúng dường Như Lai thì sanh phước, mà Như Lai diệt độ rồi thì chúng sinh nên tu cái pháp nào, làm cái công đức nào để thành tựu được cái bản hoài tu tập đạo vô thượng Bồ Đề. Cho nên Thanh Tịnh Tuệ Bồ Tát tư duy như vậy, suy nghĩ như vậy, rồi liền là khéo bạch với Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn hứa là sẽ trả lời. Và thưa đại chúng, thì Đức Thế Tôn sau đó trả lời cùng Thanh Tịnh Tuệ Bồ Tát: lành thay, lành thay, ông hai vì chúng sanh vị lai kia nên hỏi câu hỏi như vậy. Nay ông hãy nghe cho kỹ, hãy khéo nghĩ, nhớ như thuyết tu hành, ta sẽ vì ông mà phân biệt giải nói. Và thưa đại chúng, lúc ấy Ngài Thanh Tịnh Tuệ Bồ Tát hoan hỷ chắp tay bạch cùng Đức Phật: dạ vâng, bạch Đức Thế Tôn, con xin vui lòng muốn nghe. Đức Phật bảo Thanh Tịnh Tuệ Bồ Tát: này thiện nam tử, nên biết sáu ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, cho đến giải thoát tri kiến, lực vô sở quý, các Phật Pháp là Như Lai có đầy đủ hết. Ngài là nhất thiết chủng trí, và vì thế cho nên Như Lai thanh tịnh, nghĩa là Như Lai có đầy đủ các cái pháp hành của một tiến trình tu tập nhiều đời hạnh của Bồ Tát. Rồi khi thành tựu Phật thân hóa độ chúng sinh là Ngài đã đến cảnh giới nhất thiết trí, cho nên Ngài thanh tịnh. Và vì Như Lai thanh tịnh thì chúng sinh cúng dường Như Lai thì mọi người hiểu rồi, chắc chắn sẽ thanh tịnh. Mình nói kiểu bình dân, nó nói gần mực thì đen, gần đèn thì cháy, phải không? Có phải vậy không? Ủa không trúng mà. À, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Bệnh hoạn nói lung tung quá. Vâng, và thế cho nên điều đầu tiên Đức Thế Tôn dạy Ngài Thanh Tịnh Tuệ Bồ Tát đó là hãy dùng tâm thù thắng cúng dường chư Phật. Đức Phật dạy
Ngài thanh tịnh tuệ như thế này, nếu đối với chư Phật Như Lai như vậy, dùng tâm thanh tịnh, mọi loại cúng dường, hương hoa anh lạc tràn phan, vân vân vân, thì hơn thế đó, lại tắm gội tôn nghi bằng các loại nước thơm, hoa quý, thì sau đó lại đem các thức ăn uống rồi ca ngợi xưng dương công đức của Như Lai, lại phát nguyện thù thắng hồi hướng cho cái nhân của nhất thiết trí, thì sao là được cái công đức vô lượng vô biên. Và nội dung của bản kinh đó, thưa các bạn, Thiên Phước nói thì hơi nhiều, nhưng mà đoạn này chủ yếu là gì? Cho dù các bạn có nhân duyên cúng dường như thế nào đối với chư Phật Như Lai, thì điều quan trọng đầu tiên là cái dùng tâm thanh tịnh. Và thưa các bạn, Đức Thế Tôn lại nói là vì phước trí của Như Lai chẳng thể nghĩ bàn, cho nên người dùng tâm thanh tịnh cúng dường Như Lai thì công đức cũng chẳng thể nghĩ bàn. Rồi thứ gì nữa thưa đại chúng, Đức Thế Tôn muốn vì lợi ích cho tất cả chúng sinh đời sau, cho nên Ngài lại khéo nói là này thiện nam tử, chư Phật Thế Tôn có đủ ba thân là pháp thân, thọ dụng thân và hóa thân, hoặc là các bạn nghe là pháp thân, ứng thân và hóa thân đó. Và sau khi ta vào niết bàn, nếu muốn cúng dường ba thân này thì nên cúng dường xá lợi. Và xá lợi thì có hai loại, mọi người nghe rõ nha. Theo bản kinh này là xá lợi có hai loại. Loại thứ nhất là xá lợi của thân xương hài cốt, và loại thứ nhì là xá lợi của pháp tụng. Và Đức Thế Tôn liền nói bài kệ: các pháp từ duyên khởi, Như Lai nói là nhân, nhân duyên pháp ấy hết là Đại Sa Môn nói. Nội ý của nội dung chánh của bài kệ này là Đức Phật muốn nói các pháp do duyên sanh. Và thưa đại chúng, sau khi Đức Thế Tôn đã cho chúng sinh vị lai chúng ta cơ hội để cúng dường, và Ngài giới thiệu rất là khéo léo là xá lợi, khi cúng dường xá lợi là đã cúng ba thân Phật. Và xá lợi có hai loại, loại thứ nhất là cúng thân, cúng xương, nghĩa là mình gọi là di cốt xá lợi. Và loại xá lợi thứ nhì là pháp tụng, có nghĩa là những lời kinh kệ gọi là pháp tụng xá lợi. Và Đức Thế Tôn lại còn khuyên chúng sinh chúng ta đời sau là năm chúng nên làm tượng Phật. Thậm chí Ngài nói làm tượng Phật nhỏ như hạt trấu. Rồi ví dụ như các bạn đi học hồi xưa lấy cái viên phấn tạc hình Quán Âm Bồ Tát, rồi đánh lễ cúng dường cũng có công đức. Đấy. Cho nên Đức Thế Tôn sợ chúng ta đắm chấp vào vấn đề cúng dường nhiều ít, Ngài mới nói là tùy theo khả năng của mình mà chí thành, trân trọng thời như thân hiện tại của Phật mà cúng dường là có thành tựu được công đức. Vậy qua ngày hôm nay huynh đệ nhớ, sự cúng dường là tùy theo khả năng, mà quan trọng là chí thành, trân trọng
Như khi nãy nói là gì? Tùy theo sự dụng tâm thành ý của mình. Và thưa đại chúng, sau khi Đức Thế Tôn phương tiện giới thiệu nào là cúng dường xá lợi, rồi cúng dường tượng Phật, rồi thì Đức Thế Tôn mặc dầu có nói đến những cái pháp cúng quý giá, nhưng sau đó Ngài lại chốt lại là tùy theo khả năng của mình mà khéo giữ gìn sự trân trọng như có mặt trước Phật, thì điều đấy là thành tựu công đức. Và Đức Thế Tôn mới giới thiệu là có đến 15 phần công đức. Thì trong duyên của ngày hôm nay, Thiên Phước chỉ xin nói lược qua ví dụ như 4 cái phần công đức cuối, đó là các chúng ma giới chẳng thể gây tổn não. Rồi thứ gì là ở thời sau này chúng ta có thể hộ trì được chánh pháp. Và thứ ba đấy là được chư Phật mười phương thường hộ trì. Và thứ tư là mau được thành tựu 5 phần pháp thân. Và các bạn nghe rõ, từ nãy giờ lời Đức Như Lai dạy cho Thanh Tịnh Tuệ Bồ Tát rất đơn giản. Chỉ cần là đem hết tâm thanh tịnh, rồi tùy theo khả năng cúng dường mà có thể thành tựu đến 15 phần công đức. Nhưng 4 phần công đức cuối thì Phước đã giới thiệu. Và thưa, lúc đó Đức Thế Tôn nói một bài kệ rất là dài. Vậy trong duyên ngày hôm nay là có lẽ xin phép đợi duyên khác trình với đại chúng. Và điều quan trọng nhất của ngày hôm nay là Thiên Phước muốn trình với các bạn, đấy là Đức Thế Tôn giới thiệu cách thức tắm Phật. Đức Thế Tôn nói với Thanh Tịnh Tuệ Bồ Tát đó, chúng sinh đời vị lai nên tắm Phật như thế nào? Là vì ngày Thanh Tịnh Tuệ Bồ Tát hỏi Đức Phật như thế, và Đức Thế Tôn nói rằng các ngươi nên đối với Như Lai khởi tâm chánh niệm, đừng dính mắc ở hai bên, mê mờ nơi không và hữu. Đối với các thiện phẩm nên khát ngưỡng không chán. Ba môn giải thoát gồm có không môn, vô tướng, vô nguyện, khéo tu trì, thường cầu xuất ly, lìa mê giới, ra khỏi sanh tử luân hồi. Đừng trụ sanh tử. Đối với các chúng sinh thì nên khởi lòng đại bi, nguyện mau được thành tựu ba thân. Vâng, thưa các bạn, khi Ngài Thanh Tịnh Tuệ Bồ Tát hỏi Đức Phật rằng chúng sinh chúng con đời sau đó muốn tắm Phật thì nên tắm Phật như thế nào, thì Đức Thế Tôn dạy thế nào? Trong này rất là nhiều, nhưng mà Thiên Phước chỉ thưa với các bạn ba nội dung chánh thôi. Đấy là các ngươi nên đối với chư Như Lai khởi tâm chánh niệm. Đấy là cái ý thứ nhất. Và với các cái thiện pháp là luôn luôn khát ngưỡng không nhàm chán. Và điều thứ ba là đối với các chúng sinh đó, thì khởi lòng đại từ bi, nguyện mau thành tựu được ba loại thân. Đức Thế Tôn nói nhiều nội dung, nhưng mà chánh là như vậy. Là đối với chư Phật Như Lai là khởi tâm chánh niệm. Rồi đối với các việc lành đó, thì mình luôn luôn hoan hỷ và thích thú để làm việc lành không bao giờ chán. Và đối với chúng sinh là hình khởi tâm đại từ bi. Và thưa các bạn, sau đó Đức Thế Tôn còn dạy cho Ngài Thanh Tịnh Tuệ Bồ Tát về cách tắm Phật
rất là đầy đủ. Ví dụ như là dạy ngày thanh tịnh tuệ Bồ Tát phải tìm các cái loại hương quý, ngu đầu, chiên đàn, vân 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 vân. Mà ở đây mình nói gọn đấy gọi là sự cúng dường, sự tấm Phật. Còn khi nãy là Thiên Phước giới thiệu ba điều gọi là lý tấm Phật. Và đại chúng nên hiểu là khi chúng ta học Phật á, thì luôn luôn á, chúng ta phải tu ở hai mảng gọi là phúc tuệ song tu. Mình phải thành tựu ở hai nội dung, đó là xử lý viên dung. Cho nên mỗi một việc mà chúng ta thực hành, cho dù là những nghi thức lễ bái ở trong gia đình hay là nghi thức ở chùa, thì sự là chúng ta phải rành rẽ, chúng ta làm đúng pháp, nhưng mà lý là chúng ta phải thấu tỏ được đạo màu ở trong cái nội dung lễ nghi đó thì mới được. Ví dụ như chúng ta tắm Phật mà chúng ta không biết được cái đạo lý rằng Đức Thế Tôn dạy rằng đối với chư Như Lai phải khởi tâm chánh niệm, đừng dính mắc vào hoặc có hoặc không, gọi là không mê mờ ở hữu vô hay là hữu không. Vậy thì chư Phật có hay không? Người bảo là có, người bảo là tôi không thấy, thì cũng không đúng hết. Bởi vì trước đây trong nội dung Thiên Phước vừa trình bày đã có đoạn là cái cách đọc Hán Việt là nhân duyên sở sanh pháp, có nghĩa là các pháp là duyên sanh. Còn trong bản khi nãy đó là các pháp từ duyên khởi, Như Lai nói là nhân. Vậy thì chúng ta không thể nói Phật Như Lai là không, mà cũng không thể nói Phật Như Lai là có. Mà bây giờ mình nói có, bây giờ người ta hỏi mình vậy chứ Phật ở đâu thì chịu, chỉ tượng trên bàn thờ tôi nó không có đó Phật xi măng thì kẹt dữ, phải không? À, như vậy thì khi mình tin là có, mình đem tâm thành, mình đảnh lễ, mình hành trì các cái pháp Phật dạy, mình có thể chiêu cảm được màu diệu, điều ấy là thật. Nhưng mà bây giờ để trình bày cho người ta thấy tượng Phật thì thấy một vị Phật thật thì không phải thời, không phải duyên. Còn về mặt lịch sử thì có, nhưng mà mình cũng không phải là nhà sử học. Nội về cuộc đời của Đức Phật thôi, nội về cội cây nơi mà Thái tử đản sanh thì ít nhất có 5 cái tên khác nhau. Vậy thì là cội cây nào? Vì ngài thị tịch của Đức Phật, theo những tư liệu xưa, nếu các bạn có rảnh vào YouTube nghe cái bài Thiên Phước nói là duy ngã độc tôn tinh thần bình đẳng, thì quý vị sẽ hiểu được có những rắc rối liên quan đến sử liệu về cuộc đời Đức Phật. Về mặt khoa học, các nhà khoa học chứng nhận rằng Thích Ca Mâu Ni Phật là thật có, nhưng cho đến bây giờ các nhà khoa học cũng còn có nhiều ý kiến khác nhau. Và vì thế cho nên Giáo hội Phật giáo thế giới mới đồng thuận chọn ngày rằm tháng 4 là ngày Phật đản, còn truyền thống xưa là ngày 8 tháng 4. Phải không quý vị? Những bậc trưởng thượng là trên 60 tuổi hồi xưa là mình tắm Phật 8 chứ. À, như vậy thì vấn đề đó là có Phật ra đời, nhưng mà khoa học không chứng minh được rõ, vì vấn đề sử liệu nó thay đổi theo thời gian. Thế nhưng mà cách nói bình dân đó là tâm tưởng Phật, lòng mình có Phật. Và hơn nữa, mình tại sao phải đi tìm Phật ở bên ngoài? Nghi thức tắm Phật
trong duyên khác quý vị sẽ nghe. Ngày hôm nay mình chỉ nói công đức tấm Phật thôi, thì đã biểu thị, đã nhắn nhủ một thông điệp cực quan trọng là bạn hãy quay trở về tắm gội chính bạn. Bởi vì bạn cũng là Phật. Thế nhưng mà chúng ta để cái mặt mũi mình nó tèm nhem tuốt nhốt, vì giận, vì hờn, vì thương, vì ghét, vì thành bại, vì bất an khổ đau. Cho nên nhớ, có lỡ tắm rồi bây giờ phải tắm tiếp, đúng không ạ? Chứ từ đây tới rằm còn hai bữa nữa mà nhìn cái mặt thôi trời ơi nó phiền não một đống nữa thì thôi. Đi vào chùa tắm Phật, Phật nói trời, thấy cái mặt nó ta cũng ngại quá. Phải không quý vị? Cho nên nó để ý. Và như vậy đó thì mọi người đã nghe qua ba nội dung về lý tắm Phật. Và về sự tắm Phật thì Đức Thế Tôn nói nào là sắm sửa các loại hương hoa, trầm thủy, huân lục, vân vân. Rồi nhiều nội dung, rồi nước được dâng lên như thế nào, rồi sau đó lấy nước nhúng tay để lên đầu để gọi là nước công đức vân vân. Thì có một vấn đề được đặt ra, nếu vì sự tắm Phật như vậy thì chùa thì họa mai có cơ hội, mà có khi cũng không có cơ hội. Như chùa Định Quang, em là đơn giản em lấy nước lọc em tắm ngày thôi à. Thì em cũng không biết mua mấy cái trầm đó nó ở đâu, không biết gì, mà cũng không có khả năng. Vì trầm hương thật sự rất đắt các bạn ạ. Thế nhưng mà khi chúng ta nghe nói đến sự cúng dường lớn như trong kinh Địa Tạng đi, rồi cái người hình như là quan mục bán nhà đất lập sự cúng dường lớn, thì đấy là một cái chuyện rất là đáng nể. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng ở cúng Phật thì phải cúng dường lớn, là tắm Phật thì phải tắm bằng những loại nước mà được nấu bởi những loại hương tốt quý đó. Thì có thể ngày xưa, nhưng mà đối với một số nơi thôi, chứ chùa chiền quê cũng không cách nào có. Thì vậy chúng ta hiểu là ở đây ngầm ý của người xưa muốn nói là chúng ta hãy bằng tất cả những cái tâm thành và bằng tất cả những khả năng của mình để mình biểu thị rằng mình rất trân trọng cái cơ hội được tắm gội Đức Như Lai. Chứ không có nghĩa là nói như vậy rồi mình phải đi kiếm những loại hương liệu quý, rồi dẫn đến người ta tàn phá rừng, là hủy hoại môi trường. Thì vậy thì mình có lỗi hay là không có lỗi? Cho nên tùy duyên đi. Mà khi chúng ta hiểu nói đến sự cúng dường trong nhà Phật ấy, mà sự cúng dường nó mang những nội dung nói đến cái giá trị vật chất, là chúng ta hiểu là để mời gọi những ai có khả năng như thế nào. Như đoạn trên của bản kinh thì Đức Thế Tôn nói tùy theo khả năng của mình mà cúng dường. Như vậy thì chúng ta hiểu được cái huyền ý của Đức Phật. Và thưa đại chúng, rồi sau đó trong nội dung của bản kinh mới nói đến, nội dung của bản kinh nói đến việc sau khi tắm tôn tượng Thái tử đản sanh xong, rồi thỉnh ngài về an trí lại chỗ thờ ban đầu. Lúc đó mới đọc cái bài kệ là con nay rưới tắm các Như Lai, có nghĩa là mới tụng đọc. Còn truyền thống của chúng ta là vừa tắm vừa đọc, nhưng mà trong nghi thức xưa đó thì không phải vậy.
Mà trong nghi thức xưa đó là trong nghi thức tắm Phật là có tụng cái bài chú Á Nga Mộ Già Dĩ Lô Tả Nẵng Ma Ha Mẫu Nại Ra Ma Nỉ Ma Nỉ. Cái bài đó thì sau này thì Phước tin tưởng là sau buổi pháp thoại ngày hôm nay thì thầy Đương Gia sẽ đãi lao cho Hòa Thượng trụ trì hướng dẫn quý vị học thuộc bài chú đó bất khả tư nghị. Nè, cho nên cũng nên biết. Vâng, thưa đại chúng, vậy Thiên Phước vừa kính dâng lên cho các bạn mấy nội dung. Thứ nhất là khi có những vấn đề gì trên con đường học Phật của chúng ta băn khoăn, chúng ta chưa hiểu hoặc chúng ta thấy nó không thỏa đáng, thì huynh đệ nên có một ánh nhìn quán chiếu là bất cứ điều gì không dựa trên cái nhìn quán chiếu về cuộc sống thì gần như là con đường tất yếu đưa đến khổ đau. Và buổi chia sẻ ngày hôm nay cũng là giới thiệu với các bạn một ánh nhìn quán chiếu về việc mà chúng ta cử hành nghi thức tắm Phật. Và mọi người đã nghe qua rất đầy đủ những cái nội dung, ví dụ như Đức Phật dạy là nếu đối với chư Phật Như Lai thì nên dùng tâm thanh tịnh, mọi loại cúng dường hương hoa vân vân vân. Coi là mình cúng gì cúng, nhưng đầu tiên phải dùng tâm thanh tịnh. Cách nói thường truyền tụng ở trong chốn chùa chiền là trước khi cúng, trong khi cúng và sau khi cúng phải thanh tịnh. Chứ không phải trước khi cúng thì hoan hỷ thanh tịnh, trong khi cúng thì thanh tịnh hoan hỷ, mà sau khi cúng nó vớt cái đôi dép rồi thì lúc đó là không còn hoan hỷ thanh tịnh thì không có giá trị. Vâng, thưa các bạn. Và chúng ta lại được nghe Đức Phật dạy là ngoài cái việc dùng tâm thanh tịnh đó, chúng ta phải phát nguyện hồi hướng. Cho nên khi chúng ta làm bất cứ việc làm nào theo tinh thần Phật Pháp, nếu mà các bạn không có rành rẽ lắm thì Thiên Phước tin là mọi người đều thuộc cái bài là nguyện dĩ thử công đức, phải không? Đừng nói không thuộc cái em té xuống ghế luôn á. À, như vậy thì chi vậy? Là để chuyển hóa cái chấp ngã, để không nghĩ về mình, cũng là gieo nhân thành Phật, và đó mới gọi là công đức. Còn mình cúng chùa, mình cúng Phật, bây giờ muốn cúng gì, sư phụ cho con vào gặp Hòa Thượng trụ trì đi. Con phải gặp Hòa Thượng trụ trì mới được, rồi lúc đó mới chịu móc bao thơ ra là quỳ xuống dâng Hòa Thượng. Như vậy thì tâm có thanh tịnh không? Nó có vấn đề đấy. Rồi sau khi cúng mà có những câu chuyện, vì chùa là chỗ đông người cho nên nó cũng đôi khi cũng phức tạp. Chư Tăng thì không muốn phức tạp, nhưng cuộc đời thì vẫn là phức tạp, phải không? Mà chùa nằm ở đâu, có nằm ra khỏi cuộc đời này không? À, thế cho nên rồi nó cũng phức tạp lắm lắm. Thế cho nên chúng ta phải trước khi cúng, trong khi cúng và sau khi cúng phải dùng tâm thanh tịnh. Và thưa các bạn, thì như vậy mới gọi là có công đức để hồi hướng. Và nhớ là sự cúng dường nào thì cũng phải tùy theo khả năng của mình, chí thành trân trọng. Thời như hiện tại có Phật ở trước mặt, hơn thế Đức Thế Tôn còn dạy rõ cách tắm Phật về lý. Thì Thiên Phước đã giới thiệu ba nội dung là đối với
Chư Như Lai thì khởi tâm chánh niệm đừng dính mắc ở hai điều có hoặc là không. Rồi đối với các cái thiện pháp này luôn luôn hoan hỷ phát tâm thực hành không nhàm chán. Và đối với chúng sinh là phải khởi lòng đại bi. Vậy thì đã đi chùa rồi mà đừng khi về nhà là xin hoan hỷ, đừng có càm nhàm, rồi đừng là cầu nhào, rồi càm ràm, rồi cằn nhằn, rồi gia đình tại sao mà tôi đi mà ông ở nhà ông không chịu nấu cơm mà vân vân đó nha. Hay là đối với con cháu vẫn ra ngoài, vô chùa thì thấy Phật muốn tu mà về nhà thấy tụi nó là đi tu không có đành đó, thì cái cách như vậy là chưa có khởi lòng đại bi. Từ bi cũng chưa có sao là đại bi được. Vâng, cho nên với nhân duyên của ngày hôm nay thì Tuy Phước chỉ xin kính gói gọn lại những nội dung, thay vì đến 7 nội dung nhưng mà Tuy Phước vừa gói gọn lại ở đôi nội dung thôi, là nội dung về lời Đức Thế Tôn dạy, đặc biệt trong cách tấm Phật. Trong cách tấm Phật thì chúng ta có 3 nội dung về lý cần nhớ, còn về sự thì tùy theo khả năng cũng được. Không quan trọng ở cái việc là mình cúng dường gì. Vâng, thưa đại chúng. Và như vậy thì sau khi huynh đệ mình đã nghe rõ là lời của Đức Thế Tôn dạy cho Ngài Thanh Tịnh Tuệ Bồ Tát về công đức tấm Phật, mặc dù nội dung Tiên Phước kính trình lên các bạn chưa thật sự đầy đủ, và có một chướng duyên là hai ngày nay tự như đã thưa đó, em không có đức cho nên về Quảng Đức cho nên nó chướng ngại, thế mà bây giờ cũng vượt qua được. Vậy thì em chỉ có một cái đức gì các bạn biết không? Không thông minh mà lì. Lì bệnh dữ nhưng mà không cáo lỗi. Vì sao như vậy? Vì Tiên Phước tin vào sự gia hộ của Tam Bảo, tin vào sự gia hộ của hộ pháp Long Thiên. Nãy giờ trình bày với các bạn là húng hắng một tí thôi, nhõng nhẽo một tí thôi, nhưng mà ít ra là em cũng được hoàn thành 99% chương trình. Vâng, thưa các bạn, cảm ơn các bạn. Các bạn vỗ tay, em giật mình, em không biết nói gì nữa. Thì thôi, nhân duyên lành của mùa Phật đản, và Thiên Phước được duyên Hòa Thượng Thương Tưởng và Chư Tăng ở Bổn Tự quý, cho nên đã vời Thiên Phước về đây để được đãi lao cho Hòa Thượng chia sẻ một ít ánh nhìn đặc biệt liên quan đến nghi thức tấm Phật, với một cái hoàn cảnh nó quảnh càng là Thiên Phước là không được khỏe, nhưng với cái đức là không thông minh mà lì của Thiên Phước, rốt cuộc thì nhờ Tam Bảo gia hộ cho nên cũng hoàn thiện được. Thì hy vọng rằng trong buổi pháp thoại ngày hôm nay, nếu các bạn không nhớ nhiều thì cũng xin nhớ 3 điều là đối với Chư Như Lai phải dùng tâm chánh niệm, và khi cúng dường là phải dùng tâm trân trọng. Rồi vấn đề thứ nhì quan trọng không kém đấy là với các cái pháp lành. Còn pháp lành là thế nào thì hỏi thầy Đương Gia đây nha. Hoặc không thì lúc khác có duyên em sẽ đến chia sẻ với các anh chị. Với các pháp lành thì mình luôn luôn hoan hỷ không nhàm chán. Và nội dung thứ ba là nếu huynh đệ chúng mình chưa mở được tâm đại từ bi thì ít ra cũng phải bắt đầu dễ thương hơn với người kế bên mình. Chiều nay, tối nay bạn nào về là ông xã thì nói trời ơi,
bữa nay Phật đản, bây giờ anh mới nghĩ ra em mới là tôn quý nhất đời anh. Ví dụ như thế, có nghĩa là mình bắt đầu dễ thương hơn. Không phải như cách của thế gian là nịnh đầm. Rồi đối với người nữ cũng vậy. Khi mình dễ thương hơn là mình đang thực tập, đang hội tụ những hạt giống của từ bi. Vì mình biết trân quý người kế bên mình thì mình mới có thể từ bi với người ta. Chứ từ bi là từ năng giữ lạc mà bi năng bạc khổ. Từ là có khả năng mang lại niềm vui. Bi là giúp cho người ta bớt đau khổ. Mình dễ thương hơn có nghĩa là mình đã từ bi. Rồi cứ theo năm, theo tháng học Phật, mọi người sẽ phát triển cái tâm đại bi ở nơi mình. Vâng, thì đấy là những nội dung rất là quan trọng trong vấn đề khi chúng ta cử hành nghi thức tắm Phật. Thế huynh đệ chúng mình có ai có câu hỏi gì không ạ? À? Nam mô Phật, xin trả lời ạ. Thế không hỏi gì cả. Thế em mừng quá. Vâng, xin thành kính tri ân trên Lão Hòa Thượng Viện Chủ, Thầy Đương Gia và Chư Tôn Đức Tăng cho Tiên Phước có cơ hội về đây. Và xin tri ân toàn bộ các bạn đã nhẫn nhục chịu đựng em tra tấn một tiếng đồng hồ dưới nền gạch hoặc là trên thảm ngồi, để rồi Thiên Phước có cơ hội dâng lên các bạn những ý niệm Thiên Phước nghĩ là cần thiết cho tiến trình tu học. Và kính mong quý vị hiện tiền cũng như thân quyến ở gia đình, người còn sống bốn mùa không lo tai nạn, quanh năm hưởng phúc lộc dồi dào. Các bậc tổ tiên của quý vị, kẻ qua đời được tự tại tiêu dao. Nam mô A Di Đà Phật. Vào giờ này xin cung thỉnh trên thượng tọa cùng đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật. Cung thỉnh trên thượng tọa quan lâm nơi khách đường dùng nước giải lao. A Di Đà Phật.